Ở đây bạn giao máy sắt nghiền 555, loại này là không có lọc sạn. Chuyên làm đi. Đấy. Điện đây. Rồi đây là đang nghiền ngô nhá, quay sang bên nghiền này. Qua bên nghiền đấy. Thả từ từ nhá. Vừa còn phát quay sang bên bên sát. Đây là trang trại chú. À có cả con giống luôn hả chú? Đấy. Không cây đàn nữa hả chú? Rẻ mới lao vào làm nhưng mà cái nó đắt lên mới kịp chứ. Rúi. Mua lại đàn mẹ sáu mẹ cho bán cho. Dưới. Mua bán đấy. Bây giờ sát thóc này. À, cái thóc này nhiều mày quá nhỉ. Ừ. Nhiều mày nó xuống không đều được, nó sợ. Sợ nó lúc nó xuống lúc nó không xuống nó tắc ấy. Bây giờ sang bên sát nhá. Cái sát này thì mọi người lưu ý này. Bật motor lên cho nó được khoảng tầm 10 giây. Quay motor sang bên này nhá, là sát này. Quay motor lên khoảng tầm 10 giây thì hãy xả lúa xuống. Đấy, xả lúa xuống bắt đầu mình ép từ từ cái này vào, cứ ép 1 2 gen 1. Khi nào thấy ép 1 2 gen 1 thì mình chờ nó tầm 10 giây đến 20 giây nhá. Cái này buộc cái này. Vâng, cho vào đấy. Chờ nó tầm 10 đến 20 giây rồi xem thóc nó ra sạch hay không, nếu chưa sạch thì mình ép tiếp. Cái này là để chỉnh độ trắng của gạo và độ sạch của gạo. Đó, rồi quay sang này. Bật nhá, bật nó thổi nhá. Đấy, đây là bên tiền, là bên sắt. Đấy, để cho nó tầm 10 giây. Rồi mình xả, mở cái này ra, xả gạo xuống.
dần này, ép dần vào. Ép thấy nó độ trắng sạch của gạo là ok. Cái này muốn nó xuống chậm thì nâng nó lên tí. Đó. Rồi ép tiếp vào. Lưu ý mọi người đừng ép căng quá nhá. Cái này mà ép căng quá là nó sẽ hại cái sàng. Nó sẽ bị hại cái sàng đây. Cái này nó nhiều mày, đầu mày này, nên nó xuống mắt ở mặt. Lấy cái chậu nữa đi. Là nó ra sạch là ấy. Đấy. Thì ép vào tí nữa. Cái này nó trắng như này được chưa chú? Trắng như này được chưa? Có phải trắng tí nữa không? Thấy đó nhở? Thế thì đổ cái chậu lên trên đây. Đổ cái này lại lại. Đổ cái gạo này lên trên này. Cái này để tí trắng được. Đấy nó cũng mắc này như này. Nó nhiều cái đầu mày đó là nó mắc thì hơi lắc lắc này này. Nó mới xuống được. Cái mới này mình cứ cho nó xuống vừa vừa đã nhá. Cái này để cái tầm này nhá, lần sau mình cứ khóa lại này. Khóa lại là lần sau mình cứ cho nhả gạo múa xuống là nó mắc sạch. Không phải chỉnh nhiều nữa. Trắng gì nữa. Tới này ra, tới này ra. Đấy, xong rồi bắt khóa lại. Khóa chặt lại là sau cứ thế là làm thôi. À, cái này hứng cả mày rồi. Cái này để gì đây, đây. Cái kia nó hứng mày rồi. Đấy. Cao quá. Đúng không? Sạch này được chưa? Gạo đẹp không? Sát hỏng thế thôi. Vâng, sát thì nữa như thế này. Nhưng mà sát người ta còn phải trà trà xong bắt đầu mới đến sát. Thế thì người ta nó còn có máy xay sát. Cho nên xay xong cái sát đây mình sát trực tiếp luôn. Cái cám này nếu mà chưa mịn nhá mình lại cho sang bên nghiền, mình nghiền lại. Thế chạy được nhờ, kéo 400 mét dây mà cái dây này sang đây mà vẫn chạy được này. Cái này là mình lắp motor 2.2 nhá, motor 2.2. Đấy, theo nhà sản xuất là người ta bảo lắp là lắp motor 2.2 thôi, nhưng mà thường mình lắp lên motor 3kg rồi đấy. 3kg chắc cũng được. Nhưng mà sát được cái này lấy gì tốn điện. Tự nhiên là 1 tiếng nó mất thêm cân điện nữa. Hết cái túi này thì chú nhả nó to, nó nhanh đi nữa được. Nhưng mà chú phải để ý nghe cái motor nhá. Motor nó cảm thấy nó dính dính phát là mình phải đóng bớt lại. Nó đừng để căng quá. Nhiều người không biết là cứ xả cái này xuống nhiều, xong là ép ở đây căng đấy là nó hỏng càng nhanh lắm. Mình phải để ý nghe được cả tiếng những tiếng motor ấy. Thấy nó dính quá ấy là mình để một tầm đỏ này ra một tí. Hai là đóng cái cửa này lại cho gạo nó lúa nó xuống chậm lại thế. Nếu mà thay cái sàng này thì tháo hai cái ốc này này, cái con ốc này ra là lên 12. Đấy, xong rồi bỏ cái nắp ra phát là nhìn thấy cái sàng luôn. Ra mình vệ sinh cái sàng đi. Hết rồi. Đấy, cái này phải cho từ từ thôi, kẹt đấy. Cái gạo nó xuống chậm, nó xuống nhanh hơn cái thao múa mà, nên là cho nó từ từ thôi. Không là nó nghẹt đấy. À, cái cuối cùng là mình mở này lên này. Là nó ra hết này. Đấy, mở này lên. Đẩy này lên. Là nó ra hết. Không động lại chả sót luôn. Lần sau chú cứ cho cái này, cho gạo lúa vào đây. Nhưng mà kéo cái này ra là được, không phải chỉnh đây nữa nhá. Nếu mà chỉnh muốn độ sáng hay ấy là mình quay ngược lại hoặc quay vào một tí thôi. Tắt đi. Rồi, ok.
Đấy, xem cái cám nó mịn chưa ấy thì lại cho sang bên kia. Coi như là lấy được hết luôn. Cám nó cho sang bên kia nghiền lại phát nữa là được. Xem nó mịn chưa, đổ ra cái chậu này. Nó chưa mịn thì cho sang bên kia mình nghiền lại phát nữa là nó mịn luôn. Mịn như cái bột này luôn, như bột cám này luôn. Như nãy mình nghiền đấy. Nó rất là cứ nghiền lại cái cho nó mịn mà. Đây này chú. Đây này, bột ngô này. Đấy. Nếu chưa mịn thì là cho sang kia nghiền lại. Cô thử mà, chú bảo lấy máy nhưng mà sợ là không sát được, thế là phải thử. Được. Cứ sợ là kiểu điện yếu ấy. Thế mà kéo 400m từ tận bên kia sang đây mà dây này thì khỏe đấy. Dây này phải tầm dây 40 hay 50 đấy. Được không cô? Sạch không? Mẹ thích đen hơn lại làm cho đen hơn. Đen hơn thì mình nhả lại tí, nhả lại cái núm tròn tròn lên kia. Nhưng mà thế thôi, đừng ấy quá. Nó ấy nè, nó hơi nhẫn. Cháu chưa thấy, nãy em bảo là ấy ra nhưng mà thấy chưa thấy sạch lắm. Nãy mình phải ép vào tí nữa. Không thì cho lên mình thổi lại cái. Mình xả nhanh thôi. Thổi lại cái nữa cho nó đẹp. Đen đen nó nhiều chất. Ông sợ nó ra hết cám là nó nhiều chất nhất ở cái đầu giáp ấy mà, đúng không? Và giờ không phải đỡ phải đi chở đi nữa rồi.